Thanh trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 7, 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Phần 2 là phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 1 của bài nhận định. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bài soạn của ký giả Nguyễn Quang Duy về chủ đề Made in Vietnam trong thường chiến Mỹ-Trung. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox Business ngày 26 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Tổng thống Donald Trump công khai lập trường. Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Cộng. Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung Cộng nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất trong số tất cả những kẻ lợi dụng. Ông Trump đã công khai rõ ràng Hà Nội đang tiếp tay cho Bắc Kinh, nên thiết nghĩ Hà Nội cần nghiêm chỉnh xem xét và thay đổi để tránh đưa Việt Nam vào cuộc chiến Mỹ Trung. Thượng bất chính. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, phát biểu tại trường Đại học Quốc gia Úc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dơ cao chiếc điện thoại di động hiệu Samsung lên khoe. Rất có thể chiếc điện thoại thông minh của Samsung hiện đại nhất mà người Úc đang sử dụng hàng ngày đến từ Việt Nam vì theo Samsung khoảng 3 phần tư lượng điện thoại này được sản xuất tại Việt Nam, made in Việt Nam. Về lại Việt Nam được ai đó nhắc khéo nên tại một hội nghị ở Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018, ông Phúc lại tuyên bố. Nói Samsung là 100% nước ngoài là nhầm lẫn, Samsung có tỷ lệ sản xuất trong nước trước đây bằng 0 thì nay đã lên 30%. Hà tất loạn đến thủ tướng còn muốn biến hàng ngoại thành hàng Việt, nói gì các tư nhân chỉ biết chạy theo lợi nhuận làm giàu. Tuần này báo tuổi trẻ vạch trần, Asanzo nhập linh kiện, lột tem, xé nhãn trung cộng, lắp ráp thành sản phẩm dán tem, dán nhãn, made in Việt Nam, xuất xứ từ Việt Nam và hàng Việt Nam chất lượng cao để bán giá thật cao. Được báo tuổi trẻ phỏng vấn, Chủ tịch tập đoàn Asanzo ông Phạm Văn Tam cho biết, gần như là mình nhập 100%. Bên mình chỉ là khâu đầu, cuối. Mình ráp lên, kiểm tra sản phẩm đạt thì cho ra thị trường. Ông Tam thừa nhận, tôi nghĩ nó là hàng lắp ráp tại Việt Nam thì đúng hơn. Nó là sản phẩm được sở hữu từ công ty Việt Nam, nhưng nó không phải là hàng Việt Nam. Asanzo bắt đầu doanh nghiệp vào cuối năm 2013, nhưng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Chỉ sau một năm, Asanzo đã bán ra hơn 100.000 TV đến năm 2015, con số này đã tăng gấp 3 lần. Năm 2016, lượng TV bán ra đã lên tới con số 500.000. Năm 2018, Asanzo đã bán ra trên 4 triệu sản phẩm các loại, đạt doanh thu 6.250 tỷ đồng, lên kế hoạch cho năm 2019 đạt doanh thu 10 tỷ đồng. Hơn 6 năm, mọi cơ quan công quyền, kể cả quan thuế và thuế vụ, đều không hay biết phải đợi đến khi bị phanh phui, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra lệnh vào cuộc điều tra. Pháp luật lỏng lẻo như thế, nói gì việc vô số công ty trung cộng đang hoạt động trả hình tại Việt Nam? Pháp luật mù mờ Chưa chắc Asenso đã làm trái với pháp luật Việt Nam, vì ngay chính Samsung 100% linh kiện nhập vẫn nhìn nhận là hàng made in Việt Nam. Luật hiện hành không rõ ràng, nên dễ được giải thích một sản phẩm là Made in Việt Nam khi giá trị gia tăng tại Việt Nam lớn hơn hay bằng 30% giá trị sản phẩm. Các sản phẩm của Samsung có giá trị thương hiệu nên thu lợi nhuận rất cao. Hàng năm Samsung thu lợi nhuận trên 5 tỷ Mỹ Kim cho hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Vì thế, nếu cộng thêm các chi phí khác, giá trị gia tăng tại Việt Nam dễ vượt lên trên 30% giá xuất xưởng và xuất cảng phần giá trị gia tăng cho Việt Nam rất nhỏ, chỉ một vài phần trăm, nhưng Samsung là thương hiệu đại hàng và nước này đã ký thỏa ước ngoại thương với Mỹ. Asanzo khi nhập linh kiện từ Trung cộng được miễn 10% thuế quan, các chi phí lắp ráp và giá thương hiệu hay mức lời rất cao nên giá trị gia tăng cũng dễ dàng đạt trên 30% tổng giá bán ra nên cũng đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam. Ngày nay hầu hết các nước ngay cả trung cộng đều có quy định thành luật cụ thể và rõ ràng về ghi nhãn xuất xứ hàng hóa như made in by for produced in designed by in assembled in processed in packaged in imported by for không mù mờ như luật pháp việt nam là một điều là việt nam đã bắt đầu thi hành cptpp hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương sẽ ký EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam và EVIPA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Liên minh châu Âu vào cuối tháng 6 này, lại vẫn chưa điều chỉnh luật để phù hợp với lập pháp các quốc gia khác. Gần đây, hàng Trung Cộng biến hóa thành hàng Việt Nam xuất cảng sang Mỹ, tránh thuế đang rõ ràng gia tăng, nhưng Hà Nội vẫn không tích cực ngăn chặn theo báo Wall Street Journal ngày 26 tháng 6 năm 2019, có hàng tỷ Mỹ Kim hàng hóa trung cộng tránh quan thuế Mỹ đi đường vòng vào Mỹ qua các nước Á Châu, đặc biệt là Việt Nam. Nếu Hà Nội không điều chỉnh lại luật pháp, buộc Mỹ phải trừng phạt, người dân Việt Nam đã khổ sẽ phải khổ thêm. Nỗi đau của dân nghèo Asanjo chủ yếu nhập hàng trung cộng về Việt Nam, biến hóa thành hàng Việt Nam để bán trong thị trường Việt Nam, nên thua thiệt là người tiêu thụ nhất là người ở thôn quê nghèo, ít tiền, không rành về thương hiệu và phẩm chất mặt hàng. Asanzo phải đóng 10% thuế quan khi nhập một TV từ Trung Cộng. Nhưng nếu nhập vài linh kiện để lắp ráp TV tại Việt Nam, thì Asanzo được miễn khoản thuế này. Lỗ hỏng luật pháp để Asanzo tránh thuế quan. Theo báo cáo tuổi trẻ, Asanzo còn lập nhiều công ty ma để trốn và tránh thuế. Asanzo là một doanh nghiệp tư nhân lớn mà dễ dàng trốn và tránh thuế cả 6 năm, như thế thì cần xét lại khả năng chuyên môn của cả thế quan lẫn sở thuế của Việt Nam. Thất thu ngân sách như thế chỉ làm lợi cho những kẻ biết lùng lách, còn thua thiệt vẫn chính là người dân. Chủ tịch Asanzo ông Phạm Văn Tam là một shark tank lại thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình VTV để truyền cảm hứng cho giới trẻ khởi nghiệp làm giàu, giúp đất nước phú cường. Vỡ lẽ ông lại là cá mập, chuyên làm giàu trên xương máu dân nghèo. Niềm tự hào công nghiệp hóa đất nước Từ ngày miền Bắc quyết định tiến lên xã hội chủ nghĩa, Hà Nội đã theo mô hình Xô Viết thực hiện công nghiệp hóa đất nước đến nay đã trên 60 năm. Công nghiệp do đó luôn được Hà Nội ưu tiên, Trước kia Hà Nội cho xây dựng các tập đoàn nhà nước nhưng đều thất bại. Ngày nay các công ty có vốn đầu tư nước ngoài được nâng đỡ mọi mặt nhờ thế thống lĩnh nền kinh tế Việt Nam. Tư nhân Việt đều nhỏ, không đủ sức mạnh cạnh tranh. Muốn lớn mạnh và làm giàu thì phải gian dối như Asanzo, biến hàng hóa hàng trung cộng thành Made in Việt Nam. 60 năm ước mơ Made in Việt Nam, kết quả là hàng trung cộng tràn ngập thị trường Việt Nam công nghiệp hóa đất nước xem như thất bại. Mượn cả mô hình phát triển Ngay cả mô hình phát triển cũng mượn mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc trung cộng, đổi lại thành mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một hình thức Made in China nay thành Made in Việt Nam. Trong khi Việt Nam vẫn là một quốc gia nông nghiệp 70% dân số vẫn sống ở nông thôn với một mức sống vô cùng thấp dùng nguồn lực để công nghiệp hóa thì phải dùng nguồn lực từ nông nghiệp. Nông dân là thành phần phải chịu hy sinh. Công nghiệp hóa đã hoàn toàn thất bại, trong khi đồng bằng sông Cửu Long, Hồng Hà, xưa lại vừa lúa, nay người nông dân sống nghèo và thiếu thốn. Đã đến lúc Hà Nội phải nhìn nhận thất bại của mô hình xã hội chủ nghĩa. Hà Nội cần thay đổi thể chế. Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc nhở Hà Nội đừng lợi dụng Mỹ như khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Tòa Bạch Ốc tháng 6-2017, ông nhắc về cán cân thương mại, mất quân bình. Dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng tháng 11-2017, ông tuyên bố nhiều nước lợi dụng Mỹ. Ở Hà Nội tháng 2-2019, ông nói rõ sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam, cân bằng cán cân thương mại Mỹ-Việt. Mua nhiều vũ khí Mỹ, nghĩa là khi xảy ra chiến tranh, phải phụ thuộc vào Mỹ nếu không mỹ dễ dàng khống chế số vũ khí này ông trump ngay trên diễn đàn liên hiệp quốc đã kêu gọi các nước tiếp tay với mỹ để chống lại xã hội chủ nghĩa hà nội lại vẫn muốn đeo đuổi thứ chủ nghĩa này ông trump đang tìm mọi cách để ép trung cộng thay đổi thể chế cộng sản chấp nhận luật chơi chung cho các quốc gia theo kinh tế tự do thì hà nội lại tiếp tay với trung cộng chiến tranh thương mại mỹ trung càng lúc càng trở nên khốc liệt ngày trước mắt hà nội cần giảm thiểu việc lệ thuộc vào trung cộng không để nước này mượn đường hàng tàu nhãn việt hay đầu tư lắp ráp hàng trung cộng rồi tuần hàng sang mỹ nhưng con đường đúng đắn cho hà nội là phải thay đổi thể chế thực hiện một nền kinh tế tự do đúng nghĩa với một nền kinh tế chính trị tự do và dân chủ đưa đất nước thoát khỏi đau thương của chiến tranh mỹ trung hòa nhập cùng thế giới tự do kính thưa quý vị vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do Nguyễn Quang Di Melbourne Úc đại lợi biên soạn. Thanh Trang xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị chương trình bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.